Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đẳng cấp vẻ đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, khi bước qua độ tuổi 25 đến độ tuổi trung niên thì cụm từ lão hóa da đã khiến cho rất nhiều chị em phụ nữ lo lắng mất ăn mất ngủ. Lão hóa da với những biểu hiện của làn da không còn sự đàn hồi, mất đi độ căng mịn và thay vào đó là một làn da trùng nhão, các cơ bắt đầu chảy xuống. Và rất nhiều chị em phụ nữ đã đi tìm kiếm những phương pháp để có thể lấy lại một làn da khỏe mạnh căng mịn như thời con gái. Với việc bôi kem thì chỉ có tác động lên lớp thượng bì và không mang lại một tác dụng rõ rệt. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn phương pháp làm đẹp U-Therapy với những bước cải tiến của nó có thể giúp cho cả những đấng mày râu và phụ nữ trên toàn thế giới lấy lại một làn da tươi trẻ với tác dụng rõ rệt trong một thời gian dài. Ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ số 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội để cùng tìm hiểu về phương pháp làm đẹp này nhé. Thưa chuyên viên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xoay quanh một chủ đề, đó là giải pháp cứu cánh cho làn da chảy xệ và trùng nhão. Vậy thì chuyên viên có thể chia sẻ rõ hơn về công nghệ đó cho chị em cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình Đẳng cấp phái đẹp được không ạ? Xin chào Hương Quỳnh, chào các khán giả của chương trình Đẳng cấp phái đẹp. U-Therapy là công nghệ thẩm mỹ sử dụng sóng siêu âm hội tụ siêu vi điểm có khả năng xuyên qua bề mặt da xuống độ sâu 3,0mm, khu vực tập trung sản sinh nhiều collagen và elastin nhất, đến độ sâu 4,5mm là vị trí của các lớp cân cơ. Độ sâu này được FDA Hoa Kỳ chứng nhận tương đương với độ sâu của phương pháp phẫu thuật căng da. Khi đến lớp hạ bì, sóng siêu âm hội tụ siêu vi điểm của U-Therapy tạo ra một nhiệt lượng ổn định từ 60 đến 70 độ C, kích thích sản sinh collagen và elastin mới dưới da một cách mạnh mẽ. Với năng lượng sóng siêu âm, các vùng cơ bị lão hóa, chảy xệ, trùng nhão sẽ trở nên thon gọn, bề mặt da căng mướt, mang lại tác dụng trẻ hóa, tái tạo da thấy ngay sau một lần điều trị đầu tiên. Công nghệ U-Therapy đã có những bước đột phá như thế nào để có thể trở thành một giải pháp hàng đầu trong việc cứu cánh cho làn da chảy xệ trùng nhão ạ? U-Therapy đạt đến độ chính xác tối đa do màn hình monitor vừa hiển thị cấu trúc da, nhận diện chuẩn xác các vị trí mất mô, các bó sợi collagen thoái hóa, các nếp nhăn lão hóa, tối ưu hóa khả năng điều trị cho làn da chảy xệ, trùng nhão. Với sự chính xác trong việc đạt được độ sâu lý tưởng khi tác động vào cấu trúc da, công nghệ U-Therapy kích thích mạnh mẽ cơ chế tái sinh elastin và collagen tự thân, giúp các nếp nhăn được xóa mờ, làn da căng mịn, cơ mặt săn chắc. Công nghệ làm đẹp an toàn, không hề xâm lấn đến cấu trúc da nên khách hàng không cảm thấy đau trong quá trình thực hiện. Quy trình điều trị da với U-Therapy chỉ diễn ra trong một lần, từ 30 đến 180 phút, không mất thời gian nghỉ dưỡng, phù hợp ngay cả với các khách hàng ở tỉnh xa. Ngoài các khu vực trên gương mặt như trán, má, cằm, cổ, U-Therapy còn có khả năng trẻ hóa vùng da chảy xệ ở ngực và vùng xương ức, mang lại hiệu quả toàn diện cho khách hàng. Da mặt bị trùng nhão chảy xệ là hiện tượng phổ biến ở phụ nữ lứa tuổi ngoài 30. Đó chính là những biểu hiện của làn da bị lão hóa. Nguyên nhân chính là khả năng tái tạo collagen của da không còn, khiến cho da không còn khỏe mạnh, săn chắc, trở nên già yếu và trùng nhão. Trên thị trường thẩm mỹ có rất nhiều phương pháp cải thiện làn da trùng nhão chảy xệ, trong đó có công nghệ U-Therapy chính là sự lựa chọn ưu việt nhất được các chuyên gia thẩm mỹ khuyên dùng. Công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn hàng đầu Hoa Kỳ được ứng dụng rất thành công tại thẩm mỹ quốc tế Bali. U-Therapy sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, tác động trực tiếp tới lớp biểu bì của da, kích thích tăng sinh collagen và elastin diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy, chỉ tác động đến vùng da cần điều trị, không ảnh hưởng đến vùng da xung quanh, không đau và không để lại bất cứ một dấu vết thẩm mỹ nào. Kết quả, chỉ sau một lần điều trị duy nhất với U-Therapy, những dấu hiệu lão hóa như sạm, nám, tàn nhang, nếp nhăn, da chảy xệ, trùng nhão sẽ không còn. Làn da sẽ được hồi sinh trẻ lại từ 5 đến 10 tuổi. Đặc biệt, nhờ sự tăng sinh collagen mới nên kết quả có thể kéo dài nhiều năm, tùy thuộc vào chế độ chăm sóc da, độ tuổi và quá trình lão hóa của mỗi người. Mặc dù được rất nhiều người khen trẻ hơn so với tuổi, nhưng tôi vẫn thấy rất buồn vì da mặt ngày càng chảy xệ và trùng nhão. Tôi đã dùng rất nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau nhằm cứu cánh cho làn da của mình, nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn. Được bạn bè giới thiệu và thử trải nghiệm với công nghệ U-Therapy, kết quả mang lại khiến tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Làn da của tôi đã không còn chảy xệ và trùng nhão, thay vào đó là một làn da căng tràn sức sống, mịn màng và trắng sáng hơn. Xin cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều đã cho chị em phụ nữ chúng tôi được biết đến những phương pháp làm đẹp vô cùng an toàn và hiệu quả, giúp cho phái đẹp chúng tôi tỏa sáng theo thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị có bất cứ một câu hỏi hay băn khoăn gì liên quan đến công nghệ U-Therapy, đừng ngại ngần gọi ngay về số điện thoại hotline của chúng tôi 0945368989. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.